tiền cho bọn họp xong và đéo thấy đâu nữa, cái có thể về đi ngủ. Anh gọi lại không có số điện thoại luôn, không thấy báo lại là như nào. Đâu, thiếu Vĩnh Hảo đưa tiền cho anh chứ đưa cho em đâu. Thiếu ơi. Mày đến để gì? Chưa có bàn đâu, nhanh. Em làm sao em biết được anh đang thi? Không phải đây, không phải đây là Hiếu Thanh Nguyên khác. Đây là Hiếu Thanh Nguyên. Ông này ông nghệ danh rồi. Đúng rồi. Trời. Em á anh. Anh đưa tiền cho em. Bảo là cũng rất là hiếu, bảo là đóng gói thôi. Bạn là xem là cái bàn tôi nhỡ. Thế thì chưa có đối thủ đâu. Thiếu Đương Nguyên bốc thăm ở dưới rồi. Thế là anh thiếu anh vào nữa là vẫn thiếu một. Ngọc ơi, mang cái chỗ đấy của em ra. Từ đây cả đi sẽ. Đây là động cơ nhá, hai ông hạng C thì đánh động cơ game chậm 6. Chuẩn rồi, lớp pool hai ông hạng C sủi đây. Biên công tử. Đồng cơ game chậm 6. Tiếp theo trên bàn số 4, Đức Mắm gặp Tiến Hải Dương. Tiến Hải Dương đâu ạ? Anh vừa bảo cái gì? Tuấn Vĩnh Bảo hạng D có lên không? Thế đang ngồi ngoài rồi. Còn Tuấn thì không chắc lắm. Chưa. Ai mà không lên mà hai hạng D gặp nhau để em lên chỗ cũng được. Lấy cho anh em hạng D. Thêm thôi,
thủ ra thiếu thì vào cua thiếu ai không qua vẫn thiếu tôi chờ đây tí thôi. Alo, sắp đến giờ ăn cơm nhé. Các quý khách mà ăn cơm thì mời lên gặp chị máy hoa trên này để đặt cơm. Ok. À, đây là anh Thắng Đại Bàng đấy. Lớp cool. Hải Phòng có mặt ở đây chưa? Tuấn Vĩnh Bảo có mặt ở đây chưa? Tiếp theo xếp bảng số 1. Tuấn Vĩnh Bảo gặp Toàn la hết. Bắn một rồi. Một cơ lên chặt lắm. Bàn số 1, Tuấn Vĩnh Bảo gặp Toàn la hét. Nhân viên vệ sinh bàn bóng bàn số 1 đi. Thắng ơi, Thắng không Hoài Nhi đâu ạ. Anh Hưng ơi, có anh em giải tán cho bàn mới chơi.
đúng rồi ạ. Động cơ game chậm lắm. Giờ mới đánh. Thắng hay thua ấy? Cho lẻ à? Hay là... Thắng hay thua ấy? Thắng ấy? Không phải Nhi ấy? Thắng hay thua? Thắng mà cứ ầm ĩ xong thì xong mẹ đi thì cứ... Ầm ĩ là như nào? Kia tập em gì? Toàn đang phân tích cái tình huống đấy. Cho anh em đánh lại đi. Đánh cái game lâu thế. Chả hiểu ông sao? Thắng hay thua? Thua. Anh thắng cái gì? Thua. Đây là mấy trận rồi, cái vòng loại rồi. Tiếp theo trên bàn số 7. Tuyến cận Hải Phòng có bạn đây chưa nhỉ? Đang đánh không? Đang đánh rồi. Tiến Hải Dương chấp nhau hả? Hả? Tiến Hải Dương. Chấp 1. Đúng mắm chấp à? Vâng. Tiếp theo trên bàn số 8, Thắng Gầy Đàn gặp Ngọc Cao Hải Phòng. Ngọc Cao có ở đây chưa? Ngọc Cao gặp Thắng Gầy Đàn. Tùng Lâm Nguyễn bảng 64 nha, chưa đến lượt, quá đông. Thắng đại vàng này, thắng chim sẻ này, giờ thành thắng đại vàng rồi mà hôm nay chưa đi bay. Ôi tôi phải đổi tên thành lúc thắng đại vàng luôn thì mới bay.
đổi tên đúng thắng đại bàng luôn, cho bay luôn. Lời mạnh Đức Thi thì không có rồi. Dẫn ai không rồi à? Alo. Có thì quậy có. Đang đúng giờ cơm ngon nhé, thì quý khách có thể ăn cơm thì nên đặt luôn bây giờ thì nó sẽ còn cơm ngon. Thế là quá một tiếng nữa thì sẽ có hết mất. Mọi người tranh thủ đặt cơm nhé. Biên công tử. Một pha phải nói rằng là bắt đuôi rất tinh tế của anh Thắng Đại Bàng. Nhưng mà anh lại bắt đuôi nhầm chính mình. Một pha bắt đuôi rất kỹ thuật. Cắm xịt luôn. Trời ơi, một pha bằng trúng chín luôn của anh Thắng Đại Bàng. Rất phong cách. Anh lại nhìn tôi anh cười. Căng đấy,
Hay quá nhờ, một pha chạy đạn chiến thuật của anh, à không, một pha chuyền bóng cho đội bạn của anh Tuấn Béo. Lên đây tê lắm, anh tê. Lát nữa. Ngủ đi, anh thủ ngủ giấc các bạn. Anh thủ ngủ giấc. Em về là mất cơm. À ok, thế cũng được. Thế đừng ngủ nhá. Ăn cơm thôi thì đừng ngủ. Cũng hạ hai hạng C chính hiệu luôn. Liên tục chuyền bóng cho nhau. Có cơm gì nhỉ? Thịt kho, thịt rán, thịt luộc, cá biển. Huy Messi lên thoải mái đi em, có địa chỉ trên lóc màn hình ấy. Cơm ăn mì rồi. Thế lấy luôn đi, lấy luôn cơm. Ăn sẵn đi. Cơm một gì á? Đây ăn. Được hết đấy. Ăn đi ra đi. Ăn cơm này. Cơm sườn đi. Cơm sườn rau xào. Em ơi, bia cho anh. Ok, ra đây đi. 19 Hồ Xuân Hương, quận Hồng Bàng. Đề nghị cô thủ thắng cuộc đem kết quả về báo cho ban tổ chức luôn đấy. Đây à? Bờm đây là hữu bầu thắng nhở? Tiếp theo trên bàn số 5, Dũng Cận Hải Phòng gặp Hợp Trần Hải Phòng. Anh Ngọc ơi, cái Đô Hà này là hạng gì nhỉ? Đô Hà ở Hải Phòng hạng B. Thì đây tính là C đúng không? Yeah.
Vừa lấy em lô coca. Ba một cho Đại Bàng rồi. Từ ngày lên Đại Bàng rồi anh kinh phết. Hay quá nhở, con ra cái vào. Thank you.
B chấp C á. Đúng rồi, 7:1. Đánh giải một game tranh chín mà, có chấp là may rồi. Hết cơm sườn. Thì ăn cơm khác nhé, rốt đấy. Cơm thịt rán nhé. Ăn cơm thịt kho ấy. Thịt kho nhá. Tung chân. Alo. Mình đang nằm tại Hải Phòng chứ, không có ở nhà rồi. Hay quá nhờ. Và trù quá trần lực luôn. Thắng lại bà ngoài đánh thoát tay thật. Chào anh Phạm Lâm nhá. Chấp 6:1. Tiếp theo trên bàn số 2, Thanh Áo Hải Phòng gặp Ngọc Hải Dương. Thank you.
ai thắng ấy? Tiến thắng à? Tiếp theo trên bàn số 4, Tùng Tóc Dài gặp Sinh Thủy Hải Phòng. Thắng 6-0 ạ. Động cơ game chạm 6. Sinh Thủy Hải Phòng có mặt chưa? Hiếu Văn Hán chuẩn bị. Như vậy anh Tuấn Béo này anh rút ngắn tỷ số chung 25. Khang Khôi Hoàng. Thì Lily vào trận của Hiếu Vân Hán. Phòng có ở đây chưa nhỉ? Sao
đói thì ăn cơm được. 2-3 tiếng. Mà mày ngủ đéo lâu được nhỉ? Cần chứ không biết đầu lạnh kim pháp anh bôi à, mình gặp thắng năm đây đây một tám bịch đây ăn đồ này hãy cho đánh xong trận này đánh mẹ thì có lồn trong bền luôn điên rồi trận này cũng chưa đánh ngoài ra ngoài phải đánh luôn. Không ăn uống gì à? Sáng 9 giờ. Một pha điều như cánh diều của anh Thắng Chim Trẻ. Alo. Chuẩn bị bạn ơi. Chuẩn bị. Kẽ lên đi. Bơm nặng eo đi vòng. Tiếp theo trên bàn số 6. Lam Cá Hải Phòng gặp Hà Lùn Hải Phòng. Lam Cá Hà Lùn có mặt chưa? Lam Cá và Hà Lùn có mặt chưa? Trên bàn số 6 vào đánh. Anh em cái giải này chỉ hạng B, C, D rồi. Anh
cậu Quỳnh chưa? Anh đây chuẩn bị đấy. Có bạn ở đấy. Có bạn ở đấy. Cô quá giờ không em yêu? Xong rồi. Sợ hật. Lúc 12 giờ. Ai giờ không anh? Ăn giờ sợ. Quan anh đi bắt tốc độ à? Ok. Anh chạy xe máy ô tô. Ok. Sao mà? Anh Ngọc ơi thế anh nghỉ nhá, cho anh cứ đùa đánh. Anh nghỉ cho anh cứ đùa anh. Đưa thì qua xe để tôi đỗ lại cho bạn. Nát, tôi xe máy ra. Ô tô được. Bạn rồi hai lần. Cái này là lần mới à? Dạ vâng. Lơ. Thấy chưa? Nhìn mặt điện. Ok anh Quý nhá. Đang định đi uống rượu xong đi đồ sơn, định đi đồ sơn bọn lại về, bọn lại phang độ bia đấy, thôi không đi nữa. Anh nào ngồi kiểu kia kìa, nào ngồi kiểu kia kìa, vừa rẻ tiền mà thoải mái mà bền. Quyên Văn Đảng, tôi qua Hiếu Nhãn Lồng làm trục nhá. Bùi Hiếu. Cái gì? Quang Béo là hỏi cho có mặt chưa để chuẩn bị. Vâng, rồi. Vào đây. Quá nhờ. Như vậy là ra bắt tay kết thúc trận đấu với tỷ số 6-2. Ngay sau trận đấu này sẽ là một trận đấu siêu kinh điển giữa anh Hiếu Vân Hán Thái Nguyên gặp anh Hiếu Nhãn Lồng. Tú nào? Thế thì anh đánh. Vào đi anh đi. À nhưng mà chậm. Live stream ấy. Anh đánh như là để cho thằng Hiếu Nhãn Lồng vào đây. Thôi anh ở đây. Anh đánh. Anh mới tụt mùi à?